193 triệu đô la Mỹ tải ứng dụng dịp Giáng sinh. Số liệu của Sensor Tower cho thấy, người dùng iPhone đã chi gần 200 triệu đô la Mỹ cho ứng dụng dịp Giáng sinh vừa rồi, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, người dùng Android chỉ móc hầu bao 84 triệu đô la Mỹ vào dịp này, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số ứng dụng tải về từ App Store và Google Play dịp Giáng sinh, game vẫn chiếm phần lớn với giá trị 210 triệu đô la Mỹ, Free Fire, PUBG Mobile và Subway Surfers là các game được tải nhiều nhất năm ngoái. Game được tải nhiều nhất dịp Giáng sinh là PUBG Mobile. Trong khi đó, Tinder đứng đầu danh sách được người dùng chi nhiều tiền nhất cho ứng dụng không phải game. Chỉ tính riêng dịp này, Tinder đã thu về 2,1 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Tại Mỹ, khoản chi cho ứng dụng di động tăng 4,8%, đạt 80 triệu đô la Mỹ trên cả hai chợ ứng dụng. Về ứng dụng, Facebook Messenger, Facebook và WhatsApp Messenger đứng top 3 ứng dụng được tải về nhiều nhất. Theo số liệu của Annie tiktok và instagram lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo